Sự ngồi thiền á, cái tâm mình nó được như thế nào? Trưa nay thì có ăn cơm được không? Rồi có nghỉ ở đâu? Nghỉ trưa ở đâu? Có nghỉ ở đây. Tại đây luôn. Cái Phật tử thì hàng ngày tập yoga phải không? Quý vị tập yoga thấy nó được cái lợi lạc gì đâu, ai nói thầy nghe mà. Bạch thầy là chúng con có được sức khỏe thế ạ? Được sức khỏe. Nhưng mà vẫn chưa có được sự bình an chân thật. Là tha đạt nha. Thưa toàn thể quý vị, yoga tức là cái phương pháp luyện tập cơ thể theo những cái tư thế để nó giãn nở các gân cốt mình đó, nó được dẻo dai, nó có sức khỏe, khai thông các huyệt đạo. Và đồng thời quý vị ngồi thiền để quý vị tiếp nhận cái nguồn năng lượng từ bên ngoài vào, để rồi nguồn năng lượng đó vào trong cơ thể chúng ta, nó sẽ chuyển hóa, nó làm cho cái những cái tế bào trong cơ thể chúng ta nó phát triển tốt đẹp hơn, do đó chúng ta có được sức khỏe, có được năng lượng, phải không? Thì cái đó là tôi chỉ hiểu vậy thôi, chứ tôi không có chuyên môn nha. Thì cái thiền của yoga, mục đích chính của nó là đem lại cho mình sức khỏe, dẻo dai, ít bệnh tật, cái đó là cơ bản. Còn khi chúng ta mà tu thiền á, theo đạo Phật á, thì nó khác một chút. Là chúng ta tu thiền theo đạo Phật đó chính là để giữ cho cái tâm mình được sự an lạc, sự thanh tịnh, không có mục đích để đạt đến. Khi mình có mục đích để mà cầu mong đó, là mình còn có cái tham, mà còn cái tham là còn có cái khổ. Cho nên tôi tập ngày hôm nay rồi tôi muốn ngày mai tôi tập được nhiều hơn, tôi sẽ làm những động tác này chưa khéo, chưa tốt, thì ngày mai tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa, khác nữa. Là mình rèn luyện cơ thể. Yoga là phương pháp rèn luyện cơ thể. Còn thiền là phương pháp thư giãn cho bộ não, để nạp điện cho bộ não. Thời buổi ngày nay á, người ta làm việc nhiều, nó căng thần kinh, cho nên nó đưa đến cái bệnh stress, là mình có thời đại lo âu, mất ngủ, hồi hộp, bất an. Trong khi đó chúng ta yoga thì mình chỉ hít thu năng lượng thôi, hơi thở năng lượng ra vào để cho có cái sức khỏe thôi. Chúng ta không có làm cho nó an tâm, vì trong khi tập chúng ta còn có sự chú ý thu năng lượng để chuyển hóa cơ thể chúng ta. Trong khi thiền của đạo Phật là một phương pháp an tâm, làm cho tâm mình an. Tu thiền là không có mục đích để đạt đến, không mục đích để đạt đến, nhưng mà nó vẫn đến. Nói vậy không có, không có mục đích, cho nên người tu thiền phải với cái tâm trạng là vô tu, vô chứng, vô đắc. Tu mà không thấy mình nỗ lực, bởi vì khi mình tu thiền mà mình nỗ lực, mình cố gắng, mình dùng nét, vẫn còn cái tham. Tu trên cái ngã chưa được giải thoát,
thấy mình chứng đắc thì vẫn còn thấy hơn người, thấy mình chứng đắc thì vẫn còn tu trên cái ngã. Ai chứng đắc? Ai chứng đắc? Ai tu, ai chứng đắc? Thì cho nên vẫn còn tu trên ngã, chưa được giải thoát. Cho nên tu không thấy mình tu. Cho nên trong nhà thiền có câu là vô tu, vô chứng, vô đắc, không thấy mình đắc. Đương nhiên, cũng như khi chúng ta học tới lớp 12, chúng ta sẽ giải được bài toán giải tích. Học tới cấp 2, chúng ta giải được hệ thống phương trình bậc nhất, hoặc là giảng hệ thống phương trình bậc 2. Đương nhiên nó vậy, tới đó là kiến thức nó vậy thôi. Mà chúng ta không cầu mong, nhưng mà khi tâm mình nó an á, thì sẽ đạt được cái những trạng thái đó. Đó là cái kết quả. Cho nên giữa thiền thì có rất nhiều loại thiền. Thiền của phàm phu, tức là nhắm vào cái sự rèn luyện cơ thể, rồi để đạt được cái thần thông, để biết có tha tâm thông, rồi mình thiền định để có sự hộ trì của chư thiên. Những người mà tu thiền định đó, mà ta luyện tập tâm ta an định đó, ta khởi niệm cầu thì chư thiên đến trong cái phòng người ta, nhà ở người ta, cái mùi thơm người ta rải qua, rồi người ta đem xá lợi đến này kia. Mình chấp vào đó, mình thấy là nó, tưởng nó mình tu hay lắm, nhưng mà đối với nhà Phật thì chưa được giải thoát. Hai cái nó khác nhau. Cho nên đó, chúng ta tu thiền của đạo Phật là gì? Như nãy tôi đã nói đó, tu mà không thấy mình tu, chứng đắc không thấy mình chứng đắc. Như vậy thì mình vẫn làm việc điều đặn. Mà con người của mình đó, chúng ta phải hiểu là chúng ta đã luân hồi nhiều đời nhiều kiếp theo nhà Phật. Bỏ thân này chúng ta sẽ có thân khác. Khi cái thân này không còn sử dụng được nữa, nhịp tim không còn đập, bộ máy tuần hoàn không còn làm việc, thì những cái năng lượng mà chúng ta làm nó không có mất, nó đi tái sinh. Và tùy theo cái năng lượng nó tốt hay là xấu, thiện hay là ác, do chúng ta luyện tập trong kiếp này mà dắt chúng ta đi tái sinh đời sau. Chúng ta có một cái hoàn cảnh gia đình hạnh phúc hay khổ đau, có thân tướng đẹp hay là xấu, có cái trí tuệ sáng suốt minh mẫn hay là đần độn, cũng do nơi chính chúng ta, không ai hết. Cho nên chúng ta đến đạo Phật, chúng ta phải hiểu rõ chính mình là chủ nhân kiếp sống đời này và chủ nhân kiếp sống đời sau. Và chúng ta phải hiểu rõ cuộc đời này là vô thường. Thì cho nên chúng ta sẽ trở về tu tập, trở về với cái chân thường, là cái thường hằng. Cái thường hằng đó là chính cái bản tâm thanh tịnh mình. Còn những cái gì có hình tướng đều là hư, là vọng. Trong kinh Kim Cang nói phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì có hình tướng là hư vọng. Thí dụ như mình ngồi mình tưởng, cái này cũng là hình tướng. Về cái tâm pháp có hình tướng trong đầu tôi thấy này kia, thấy ánh sáng, thấy hào quang, cũng là có rồi nó mất, chứ không phải là nó còn hoài. Do vậy chúng ta đi, khi chúng ta mất thì cái thân này nó thối rữa, nhưng mà cái năng lượng mà điều khiển cả cái thân này suốt cuộc đời nó không có mất. Nó hình, nó mượn cái hình hài khác, tùy theo năng lượng mà nó chọn cái hình hài khác. Rồi có cuộc sống, cha mẹ giàu có, biết thương yêu con, biết lo tương lai cho con. Rồi mình có sức khỏe, mình thông minh, bây giờ mình tập yoga thì đời sau mình thích tập yoga. Đời này mình tu thì đời sau mình thích tu tịnh độ, thì đời sau mình tiếp tục tu tịnh độ. Đời này mình tu thiền thì tiếp tục đời sau mình tu thiền. Vì chính cái năng lượng đời này hướng dẫn thân này tu tịnh độ, thì bỏ thân này, cái năng lượng nó sẽ mượn thân khác vẫn tu tịnh độ. Chứ không ai vô đây hết, ta phải hiểu. Còn chúng ta tu thiền thì chúng ta đời sau nó hướng dẫn mình tu thiền. Còn chúng ta thích tập thể dục thể thao, rèn luyện cơ thể để trở thành lực sĩ, võ sĩ, thì nó hướng dẫn thân đời sau chúng ta. Mình thích chơi thể thao, thích thể dục thể thao. Không có ai vô đây hết. Chính chúng ta khi cái thân này không có sử dụng thì cái năng lực điều khiển thân này
chính là chúng ta, nó sẽ mượn cái thân đời sau tiếp tục, nó tiếp nối cuộc sống của nó. Khi cái thân này nó bị gián đoạn, không sử dụng nữa, thì hướng dẫn thân sau. Chúng ta phải hiểu như vậy. Do vậy thì chúng ta đến với Đạo Phật chính là chúng ta hiểu quy luật về sự sống. Sự sống này không do một đấng thần linh, do vị trời, vị Phật nào ban cho ta hết, mà chính chúng ta xây dựng đời sống này. Hiện tại chúng ta tập yoga để có sức khỏe, để được an lạc, để có tinh thần minh mẫn, thì đời sau chúng ta sẽ có kết quả là có sức khỏe, có tinh thần minh mẫn. Còn nếu bây giờ chúng ta nghiện ngập, hút chích, xì ke ma túy, thì đời sau chúng ta, cái tinh thần đó nó gá vào thân đời sau, hướng dẫn thân đời sau cũng thích hút chích, rồi nghiện ngập, rồi con người bạc nhược, quể quải, không ý chí, nghị lực. Chúng ta phải hiểu như vậy. Như vậy thì chúng ta tu tập thiền. Thiền là gì? Thiền là do cái tiếng Sanskrit đó, Dhyana. Dhyana, tiếng Sanskrit. Rồi người Trung Hoa dịch là thiền na, dịch âm ra là thiền na. Rồi người Nhật thì gặp là Zen. Zen. Như vậy thì thiền là phương pháp tĩnh tâm. Tức là mình, tâm mình nó yên lặng để đốt cháy những cái tư duy, suy nghĩ nó làm ở trong đầu mình, luôn luôn lưu dẫn trong đầu mình, nó làm cho mình lo nghĩ, buồn phiền. Nhiều khi mình giận ai đó thì nó cứ lưu dẫn mình đó, buồn phiền suốt ngày, giận hờn suốt ngày. Cho nên bây giờ chúng ta tu thiền là chúng ta dừng lại những sự lo âu, những cái sự sợ hãi, những cái sự mà phiền não, những sự tính toán ở trong đầu. Vì chúng ta rèn luyện bộ não chúng ta là làm việc nào chỉ biết việc đó thôi. Nhưng mà vì mình nhiều đời, nhiều kiếp, mình luân hồi sinh tử, bỏ thân này, chúng ta là mượn thân khác. Mà chúng ta mượn thân khác, chúng ta sống theo cái dòng tâm thức của mình. Cái dòng tâm thức này nhà Phật gọi là nghiệp lực. Cho nên nó lưu dẫn mình suốt ngày. Mà nhà Nho gọi là cái số trời đó, mỗi ngày sinh ra là sang một cái trang mới, làm cái gì, suy nghĩ cái gì, đó là theo nhà Nho suy nghĩ, nhưng cái đó không đúng. Theo cái số không có đúng. Vì chúng ta có thể cải số. Cải số, tích phúc, cải mệnh mà. Chúng ta tu phúc để chúng ta chuyển cái số mình. Đồng thời mà chúng ta biết rằng vạn pháp duy tâm tạo, tất cả các pháp đều từ tâm mình ra. Bây giờ chúng ta thay đổi cái tâm thì nó sẽ đổi tất cả. Cũng như là chúng ta thấy, chúng ta thấy rằng là chúng ta đang hút chích. Bây giờ tôi quyết tâm, tôi biết hút chích là sẽ chết sớm, xương nó sẽ mục. Tôi dứt tâm, tôi không hút chích nữa. Thì tôi cương quyết ý chí nghị lực này, nó rèn luyện cơ thể chúng tôi, đưa đến cho tôi một định lực để cho thắng những cái cơn nghiện, những cái mà cơ thể cảm thọ nó làm cho mình khổ sở, chảy nước miếng, nước mồm, quể quải được. Mình cố gắng thì nó sẽ vượt qua. Do vậy thì chúng ta thấy thì chúng ta đang nghiện ngập uống rượu say sưa, gia đình mất hạnh phúc, một lúc nào đó chúng ta đủ duyên có phước, chúng ta quyết không uống rượu nữa. Chúng ta phải có ý chí. Chính ý chí nó thay đổi hành động và tư tưởng con người mình. Như vậy thì thiền đem đến cho mình có năng lực về tinh thần, năng lực về tinh thần để mình làm chủ cái thân và cái tâm này. Muốn như vậy á thì chúng ta phải có sự, cái gì cũng phải luyện tập. Chúng ta hồi nào giờ mình sống theo cái vòng vọng tưởng, mấy vị ngồi thiền coi bao nhiêu ý nghĩ trong đầu mình nó cứ hiện hết cái này đến cái kia, mình muốn dừng mà dừng không được, có phải vậy không? Chúng ta thấy tư tưởng nó đến hoài vậy nữa. Vậy thì bây giờ hồi nào giờ mình không thấy cái tư tưởng trong đầu mình,
mình sống mình hòa đồng với đó, cho cái tư tưởng đó là cảm nghĩ của mình, tư tưởng của mình, tư duy mình, chúng ta sống bằng cái vọng tưởng. Còn bây giờ chúng ta trở về sống với cái giác biết. Cái giác biết là thấy được mình đang có vọng niệm ở trong đầu. Tôi ngồi thiền mà tại sao nghĩ chuyện này chuyện kia, mình thấy rõ từng cái nghĩ đến trong đầu mình. Ai thấy? Ai thấy cái đó? Chính là cái sự giác biết đó thấy. Do vậy mà chúng ta thấy rằng chúng ta đã trở về sống với cái tâm giác biết, sống với ông chủ. Nhà thiền gọi là ông chủ. Cái ông chủ đó chính là Phật tánh của mình, cái tánh giác của mình. Cho nên trong kinh Viên Giác có nói đó, mê là chúng sanh, giác là Phật. Chúng ta nên nhớ tu. Mê là chúng sanh, mê là mình làm việc mình không nhớ mình làm. Tôi bưng cái ly không nhớ mình tôi đang bưng cái ly. Tôi uống nước tôi không nhớ mà tôi nghĩ về đâu, theo cái thói quen. Tôi bưng cái ly lên thôi. Tôi ăn cũng vậy, tôi múc cơm như tôi luôn rồi tôi không nhớ rằng tôi ăn như thế nào và những cảm thọ trong miệng tôi như thế nào. Cho nên chúng ta mê mờ, suốt cuộc đời chúng ta sống theo cái sự mê mờ bất giác. Cho nên chúng ta làm chúng sinh. Bây giờ chúng ta muốn trở là thành Phật là chúng ta làm việc gì biết việc đó. Và khi chúng ta làm việc gì biết việc đó đó thì chúng ta không bị vọng nghiệp dẫn lôi. Tâm chúng ta nó an, chúng ta có cái sức định. Khi tâm mình an định đó, thì mình có trí tuệ. Quý vị thấy là trong cuộc sống hàng ngày, ban ngày rồi mình nói, mình làm cái gì hay ai làm cho mình đau khổ. Nếu chúng ta có thời gian, chúng ta ngồi thiền lại, chúng ta quán chiếu cái sự việc xảy ra. Rồi chúng ta giải quyết công việc như vậy, chúng ta nói như vậy, mình có thấy là mình nói dở quá, mình làm cho người ta phiền não, người ta hận mình thêm. Đáng lẽ mình không nên nói như vậy. Thì cái mà làm cho mình thấy được cái tâm mình, thấy được công việc mình sáng, chính là ông chủ, là Phật tánh. Nhà thiền gọi là bản lai diện mục. Chúng ta nên biết. Như vậy muốn sống được cái đó chúng ta phải tập. Chúng ta ngồi thiền, theo dõi hơi thở ra vô. Và khi có vọng tưởng đến, chúng ta biết là đang có tư tưởng ý nghĩ lạ trong đầu tôi. Những tư tưởng vọng tưởng đó nó đang dẫn lôi tôi biết rõ. Thì chúng ta đang trở về sống với tánh giác biết. Đừng sợ nó. Hồi nào mình không biết nó, bây giờ mình thấy nó, mình biết nó, nó làm quấy rầy trong lúc mình đang ngồi thiền, làm quấy rầy mình, thì mình mừng rằng mình đã có tiến bộ. Mình đã thấy được nó, thấy được kẻ trộm, tâm mình đã đến với mình, đã thấy rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu ở chỗ đó. Vậy thì cái phương pháp ngồi thiền quý vị đã biết rồi. Vì chúng ta nhiều đời sống theo cái vọng nghiệp, bây giờ chúng ta muốn làm chủ nó thì chúng ta phải cột lại. Người ta thường ví như là cái tâm mình nó như con trâu hoang, cái tâm mình nó như con khỉ, như con vượng. Nó truyền hết nhành này nhành kia, nó không bao giờ nó dừng hết. Ta gọi là tâm viên. Ý mình đó, nó luôn rong ruổi như là con ngựa ngoài đồng. Ngoài đồng. Cho nên làm sao cho nó dừng lại. Trong cái thập mục ngũ đồ của nhà thiền thì vẽ những bức tranh trăng trâu. Khi mình học thiền, mình biết rằng mình có cái tâm, có bản tâm thanh tịnh, là chúng ta biết được, là chúng ta thấy được con trâu của mình chính là cái tâm. Mà lúc đầu nó đen thui à, bởi vì nó hung hăng, hung dữ, nó sống theo thói quen của nó. Cho nên chúng ta phải dùng cái sự dây dàm buộc cái lỗ mũi nó lại, đóng cái cọc thật chắc. Mà khi nó dùng dãy á, thì nó sẽ bị cái sợi dây giật đau lỗ mũi nó. Nó sẽ dùng dãy ngồi nó đau quá, nó nằm yên. Dần dần lâu ngày nó yên đi, nó thuần thục đi. Thì chúng ta cũng vậy nữa. Chúng ta phải dùng cái hơi thở, theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, để chúng ta cột cái tâm chúng ta lại. Lúc đầu thì chúng ta thấy nó khó. Cái gì cũng vậy hết. Tập cái gì lúc đầu cũng khó hết. Chúng ta đừng nản. Chúng ta cố chú tâm vào hơi thở, hít vào, rồi mình lại thở ra. Và
chú ý vào hơi thở, hít vào, thở ra. Lúc đầu mà cái tâm mình hơi khó đó, mình niệm. Cũng như bên yoga dạy mình đó, hít vào, tưởng chất prana, chất tinh ba trong vũ trụ đi vào cơ thể mình, thì cái sức tưởng mình nó mạnh đó, đem đến một cái định, cái đem đến cho mình cái định đó. Còn đối với nhà thiền thì nếu mà niệm hoài thì nó sẽ niệm hoài, nó động hoài. Cho nên ta niệm lúc đầu, khi tâm nó an định rồi chúng ta buông. Cho nên chúng ta hiểu cái phương pháp nào lúc đầu để cột cái tâm mình, hít vào, thở ra, đếm từ 1 tới 10 mà không lầm lẫn, là biết rằng mình đã có cái định. Và lúc đó thì chúng ta chỉ theo dõi hơi thở ra vô, ta chuyển từng giai đoạn một, chứ phải là luôn luôn mà nó cố định đâu. Phương pháp tu cũng như mình đi học thôi, phát triển bộ não thì cũng cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp đại học. Tu thiền cũng vậy nữa, lúc mà sơ cơ thì chúng ta phải cột tâm. Mà nhà Phật theo hệ nguyên thủy gọi là có tầm, có tứ. Tầm là tìm đến, tứ là dán cái tâm mình vào đó. Vậy thì người ta có thể là người ta, đối với người thôi miên á, ta đốt cái nhang, ta nhìn chăm chú vào cái nhang, tìm đến cái nhang, để cho tâm ta không tán loạn. Đến khi nào ta tập trung tư tưởng vào đó thật mạnh á, ta thấy đốm lửa cái nhang trở thành một ngọn lửa cháy, ta biết cái năng lực tinh thần người ta nó mạnh rồi. Đó là luyện tập năng lượng tinh thần. Còn đối với các hòa thượng, các nhà người tu tịnh độ thì họ làm, các vị làm việc gì đó cũng có sâu chuỗi. Các ngài đi dự lễ khánh thành hay là dự lễ gì đó, tay ngài luôn luôn lần sâu chuỗi niệm Phật. Tức là ta cột tâm, ta dán tâm vào cái câu niệm Phật, vào cái tay lần hạt chuỗi, để cho người ta có cái định. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên rồi chúng ta ngồi thiền cũng vậy, chúng ta theo dõi hơi thở ra vô, đếm lúc đầu cũng là dùng cái phương pháp để mà cột cái tâm mình lại, cột tâm mình lại. Phương pháp nào lúc đầu cũng có cái định cái đã. Sau khi có cái định rồi đó, chúng ta có những lúc mà tâm mình nó vắng lặng đó, mình thấy nó an ổn quá, thấy thích quá, thì chúng ta sống với tâm vắng lặng thanh tịnh đó. Và khi đó đó, chúng ta bắt đầu làm việc gì, chúng ta chú tâm vào việc đó. Đây là tôi nói về thiền của phái Trúc Lâm nha. Thiền phái Trúc Lâm là chúng ta an trú tâm trong hiện tại. Vì thiền này không phải là chỉ có ngồi hay là đi thiền hành, mà chúng ta thiền trong mọi quay nghi, mọi sinh hoạt trong cuộc sống của mình. Như vậy đó, cái thiền này thích hợp cho chúng ta khi làm việc. Thí dụ như chúng tôi dỡ cái nắp này, chúng tôi chỉ biết dỡ cái nắp này ra, tôi để xuống, tôi ý thức tôi đang để xuống nó như thế nào. Khi chúng tôi biết rõ là việc này thì vọng tưởng không khởi lên, tôi chú tâm vào đây. Và khi chúng tôi chú tâm vào đây thì tâm tôi nó an. Tâm tôi nó an là ngay đó tôi có hạnh phúc, ngay đó hạnh phúc. Và chúng ta, tâm mình nó an, ngay đó có hạnh phúc, và đồng thời đem đến cho cái định. Nếu tôi không có định thì tôi sẽ bất giác. Khi tôi tiếp theo đó, tôi bưng cái ly nước lên, tôi không nhớ mình đang bưng ly nước, tôi uống không nhớ mình uống. Cho nên phải ý thức lại, mình tập lại, chú tâm vào công việc mình làm, đó là mình đang thiền trong công việc. Như vậy đó thì nó sẽ giúp cho mình tâm luôn luôn an lạc thanh tịnh. Khi mình trở về sống hiện tại, sống cái thường biết rõ ràng, thì ngay đó mình sẽ có được cái sự là an lạc thanh tịnh, và có cái tuệ giác. Cái tuệ giác nó có trí tuệ. Khi mình làm việc thì mình tâm mình nó an, thì mình sẽ thấy công việc này dở, không nên làm. Thì tôi lặt rau, tôi thấy đây là lá úa, tôi phải bỏ. Và tôi suy nghĩ lá úa là tôi bỏ cho có nơi, để chừng nữa tôi làm phân bón. Tôi có cái tuệ. Khi tôi quét nhà, tôi chỉ biết tôi quét nhà thôi, mà khi tôi cầm cái chổi lên, tôi thấy rằng cái chổi này không phải là cái chổi quét sân. Đem cái chổi cỏ mà quét sân nữa, rụng nó hư hết. Tôi lấy chổi đào cao, chổi lá cọ, tôi quét đi rác thôi, đi rác thôi, cát bụi nó không bay đó. Và tôi quét như thế nào để mà ít tốn sức của tôi, là tôi đang thiền trong lúc đang quét rác. Đang thiền quét rác. Chúng tôi đang lặt rau,
tôi không nói chuyện hết, tôi biết rõ tôi đang lặt rau, tôi ngắt như thế nào cho nó vừa, không có dài mà không có nó ngắn quá. À, cái lá này thì bỏ, cái lá này không còn còn xài được, tôi giữ lại. Tôi đang thiền trong lúc đặt rau, không nói chuyện gì hết, ứng dụng vào đó. Thì như vậy chúng ta làm việc gì chú tâm vào việc đó, lâu ngày, lâu ngày nó trở thành một cái nếp, một cái thói quen, là mình an trú tâm vào công việc, an trú tâm việc. Và vì lâu ngày mình an trú tâm thì nó thành, trở thành thói quen rồi, chúng ta bớt đi cái bất giác, bớt đi cái bị vọng tưởng nó dẫn lôi của mình. Cho nên khi mình tu thiền rồi đó, mình làm chủ được thân tâm á, mình nghe người ta nói một câu, cái tâm mình nó an rồi, biết người ta khen người ta chê, hay là người ta châm biếm mình, người ta khen mà khen châm biếm mình, chứ không phải thật lòng khen. Chúng ta biết người này thật tốt hay là người này gian xảo, ta nghe ta biết hết. Mà chúng ta muốn biết đánh giá trị lời nói khác, khi tâm mình nó an, mình lắng nghe người khác mà không có một cái tư tưởng nào ở trong đầu mình nó che khuất mình, mình vì cái chỗ tình cảm hay là vì cái chỗ ác cảm hay là vì cái chỗ mà mình không thích việc này, mình ta nói việc này việc kia, nó ngăn cách, chính cái tư tưởng nó ngăn cách của mình. Còn mình trở về sống tâm an, không có ngăn cách vì tình cảm, vì thương, vì ghét, vì yêu hết. Mình phán đoán công việc một cách rất là chính chắn. Cho nên thiền đem đến cho mình một cái trí tuệ minh mẫn, sáng suốt khi mình tiếp xúc, khi mình làm việc. Nhờ tâm nó an, đem đến cho cái trí tuệ. Thứ hai nữa, thiền đem đến cho mình một cái sức khỏe. Khi mình tâm mình nó an đó, thì hệ thống miễn nhiễm của mình làm việc, bạch huyết cầu mình làm việc tích cực lên. Nó tiêu diệt những vi trùng lạ, những tế bào lạ trong cơ thể mình, hệ thống miễn nhiễm mình. Cũng như quý vị đang tập yoga, trong cái động thái tâm an lạc, máu huyết nó lưu thông đều mạnh mẽ lên, và nó làm cho cái hệ thống miễn nhiễm, bạch huyết cầu chúng ta làm việc tốt hơn. Cho nên chúng ta tránh được cái bệnh, tránh được cái bệnh. Và thiền cũng đem đến cho chúng ta một cái sự trầm tĩnh. Chúng ta thấy người nào mà tu thiền á, thì họ trầm tĩnh, nghe người ta nói cái gì đó họ yên ổn. Người ta phê phán trong những cuộc hội nghị tổng kết cuối năm, hay là những lúc mà bàn bạc công việc gì đó, tâm ta trầm tĩnh, người ta nghe hết tất cả từ đầu tới cuối, rồi ta thấy chỗ nào đúng, chỗ nào sai, rồi người ta mới ngay cái chỗ sai đó người ta bắt bẻ, người ta phản biện. Cho nên rồi người kia không có lý lẽ nào để mà phản bác lại hết. Do vậy thiền đem đến cho một sự trầm tĩnh để mình giải quyết công việc một cách khoa học, một cách hợp lý, hợp tình nhất. Cho nên cái người tu tập thiền á, thì chẳng những có sức khỏe nè, có trí tuệ minh mẫn nè, do tâm nó an nè. Tâm nó an là ngay đó chúng ta có hạnh phúc. Khi nào chúng ta phiền não, nóng giận là ngay đó chúng ta có đau khổ. Như vậy thì cái giờ mình ngồi thiền là mình tập hít vô, thở ra, không làm gì hết, nhìn xuống để chúng ta sống với tâm an. Mà khi tâm chúng ta đã an rồi thì ra làm việc, đối duyên xúc cảnh, khi tiếp xúc mọi người, người ta nói câu gì đó làm cho mình phiền não lên theo thói quen, mình phản ứng, mình bực bội lên theo cái tập khí của mình, thì mình thấy ngay, thấy ngay mình đang nóng ở trong này nè, đang nóng này nè, thì thành ra mình mới tỉnh giác. Mình hít thở, mình buông, mình cái phương pháp mình là cho nó ăn là gì, hơi thở rất là quan trọng. Khi mình giận nó, quý vị biết tâm mình nó hỗn hển, nhịp tim nó đập mạnh, hơi thở mình nó dồn dập khi mình giận. Bây giờ khi mình ngồi thiền, tâm mình nó an thì nhịp tim nó đập rất là chậm, hơi thở ra vào rất là nhẹ nhàng. Cho nên hơi thở càng nhẹ thì tâm nó càng an. Cho nên khi chúng ta mà gặp cái chuyện bức xúc trong cuộc sống, bất như ý
đem đến khổ đau, thì mình đang giận lên, sân lên, thì mình có phương pháp, mình hít vào, chú tâm vào hơi thở, chú tâm vào lỗ mũi mình thôi, hơi thở đi vào thật nhẹ, rồi xuống vào ngực, xuống tới đan điền, chúng ta thở sạch ra hết. Chúng ta chú tâm vào hơi thở, đem đến cho một cái năng lượng định, đem đến cho mình một cái sức về tinh thần. Từ chỗ đó nó sẽ đánh bạc đi cái tâm đang sân, đang phù, đang buồn phiền, đang bực bội. Chúng ta phải hiểu đó là cái phương pháp. Vậy thì thiền là cái phương pháp để mà điều trị cái tâm mình đang sân si, phiền não, đang nóng giận, đang bực bội. Chúng ta cần việc đó trong cuộc sống hàng ngày. Khi nghe người ta nói một lời, tự nhiên mình thói quen của mình phản ứng ngay, hoặc là thô tháo thì lớn tiếng trả lời lại, hò hét lại, hoặc là tế nhị chút là mặt mình đỏ bừng, ở trong này nó bất an. Cho nên rõ điều đó. Nếu người ta đã nói rồi, chúng ta phải khôn ngoan. Thiền nó đến trí tuệ mà, khôn ngoan là mình thấy cái lời nói đó nó tác hại đến cho mình và nói xấu mình là cái gì đó, chúng ta phân tích kỹ cái hiệu hậu quả của lời nói đó. Chúng ta trầm tĩnh, chúng ta hít thở, chúng ta không trả lời vội, chúng ta thấy được cái tác ý của người ta, thấy được cái chỗ người ta muốn tấn công mình, muốn tấn công mình, hoặc là người ta làm cho mình khổ đau. Thì ngay chỗ đó nếu mình khổ đau là mình thua người ta rồi. Chúng ta hít thở, không trả lời gì hết, im lặng. Còn nếu người ta tấn công mình thì mình thấy đó là cái giả tâm của người ta, thì mình sẽ có cái phản ứng, mình mượn lời của chư vị hiền thánh, của bậc triết gia, của Phật. Khi tâm mình an, có trí tuệ, mình trả lời một cách rất là nhẹ nhàng, thư thái, chuyển hóa người ta. Chúng ta phải thấy nó lợi ích cho mình vô cùng. Khi cho nên mình tập những trong cái cuộc sống hàng ngày, có cái gì nữa đem đến cho mình sự bất như ý, sự bực bội, sự buồn phiền, nhờ chúng ta đã tu tập thiền, tâm chúng ta nó an rồi, và chúng ta biết phương pháp làm cho nó an tâm rồi, lúc đó chúng ta hít vô thở ra, chú tâm vào hơi thở, dài hơi cho nó nhẹ, thì tâm mình nó trở lại bình thường. Thì lúc đó chúng ta trả lời làm việc cách nó có tốt đẹp nhất. Vì đồng ý không nè? Do vậy thì chúng ta thấy thiền đem đến cho chúng ta một sự trầm tĩnh, đem đến cho ta một cái trí tuệ. Vì tâm nó an thì trí nó sáng. Cho nên mình làm vấn đề gì đó mà mình suy nghĩ không ra, bực bội phiền não quá, quý vị bỏ đi, quý vị ngồi thiền đi chừng 15 phút cho tâm nó an cái đã. Trong lúc ngồi thiền tâm nó an rồi đó, chúng ta mới nhớ lại công việc mình phải làm. Trong cái lúc mà tâm nó an đó, mình nhớ công việc làm đó, thì mình sẽ thấy phải làm như thế này. Chúng ta sẽ thấy cái chương trình công việc mình từng bước phải thực hành thế nào. Những cái việc nào càng khó chúng ta suy nghĩ không ra, ứng dụng thiền vào trong cuộc sống, chúng ta ngồi thiền cái đã. Rồi chúng ta bắt đầu, khi tâm nó thật an sâu rồi đó, thì chúng ta nghĩ vấn đề đó trong cái chiều sâu thì nó sẽ ra mọi vấn đề. Thiền có cái công năng của nó đem đến một cái trí tuệ. Và khi tâm mình nó an là trí nó sáng, đó là nguyên tắc. Vậy thì muốn cho mình thông minh trí tuệ, muốn viết bài báo cáo, muốn làm bài tham luận gì đó, thì chúng ta nguyên tắc là chúng ta ngồi thiền, sau khi tâm nó an rồi, chúng ta suy tư về vấn đề đó, chúng ta đào sâu vấn đề đó. Trong lúc tâm mình nó an thì mọi vấn đề nó từ từ nó hiện ra, nó giải quyết vấn đề đó. Đó là ích dụng của thiền trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra thiền nó còn có cái tác dụng của nó, như nãy tôi nói đó, chữa lành những cái bệnh về mất ngủ. Chúng ta mất ngủ, uống thuốc
và nó thấm rất là lợn. Chúng ta chứ mất ngủ à, không ngủ được thì ngồi thiền, ngồi dậy ngay tại giường mình, chú tâm vào hơi thở vô ra, thì bao nhiêu cái nỗi lo, cái nỗi buồn phiền nó làm cho mình mất ngủ á, mình chú tâm hơi thở rồi nó tiêu mất rồi, thì chúng ta ngồi hồi thấy nó mỏi xương sống mệt và rồi gục, bắt đầu gục rồi chúng ta biết là nó buồn ngủ, chúng ta nằm xuống ta ngủ khỏe ra, khỏi cần dùng thuốc gì hết. Như vậy thiền đem đến là cái phương pháp để trị cái bệnh mất ngủ. Chúng ta mất ngủ vì chúng ta lo toan nhiều, chúng ta buồn phiền, chúng ta sợ hãi, những cái đó nó làm cho mình bất an, tâm bất an khiến cho mình mất ngủ. Bây giờ để trị bệnh mất ngủ đó thì muốn quên cái công việc, bởi vì nó có cái năng lực, công việc nó có năng lực rất là mạnh, nó chi phối hệ thần kinh của mình và tâm mình, cho nên giờ muốn đánh bạc nó ra thì không có ai mà thể giúp mình được hết trơn đó. Làm sao loại những cái tư tưởng lo âu phiền não ra khỏi đầu tôi đây? Chỉ có canh thiền thôi à, chúng ta ngồi thiền theo dõi hơi thở ra vô à, chú tâm càng nhiều càng mạnh hơn chừng nữa, và hơi thở ra vào thật là có cái định lực mạnh, thì một lúc đó thì chúng ta quên đi chuyện đó và tâm mình nó trở lại bình thường thư thái, thì cơ thể mình nó ngồi từ giờ nó mỏi mệt rồi à, những chuyện lo nhiều ta ngồi lâu lắm chúng ta ngồi lâu đến khi nào mà chúng thấy nó gục, hôm đó chúng ta nằm xuống, nó bất giác nó muốn gục nằm xuống là chúng ta đã trị được cái bệnh mất ngủ cho mình rồi. Và cứ như vậy chúng ta không cần uống thuốc nha, uống thuốc đó. Thì vậy thì chúng ta thấy ngoài sự đem đến cho trí tuệ, đem đến cho mình một cái liều an thần để mà trong cuộc sống hàng ngày mình có sự an lạc, hạnh phúc. Rồi thứ hai nữa là giúp cho mình có người trở nên trầm tĩnh để mình giải quyết vấn đề. Đem đến cho mình một cái tư cách. Chúng ta thấy những cái người mà giận lên đó, sân si phiền não, nó bậy nó bạ. Ông bà mình có nói no thì mất ngon. Khi nào chúng ta ăn no quá, nó tức bụng, cảm thấy mệt mỏi, không còn cảm thấy vị ngon nữa. Giận thì mất khôn. Khi chúng ta giận lên đó, chúng ta không còn khôn ngoan nữa, chúng ta nói bậy nói bạ, đưa đến hành động xấu, xấu ác, cũng do cơn giận. Người ta vì giận mà ta chém nhau, người ta giết nhau, cũng vì giận mà vợ chồng bỏ nhau, bỏ nhau. Vậy thì chúng ta biết khi cái người bạn đời mình đã phiền não, giận đời thì chúng ta nên tránh và chúng ta không trả lời lại. Chúng ta nhìn lại tâm mình, theo dõi hơi thở ra vào, tránh cái sự đối đáp nhau như là lửa mà đổ thêm dầu. Do nơi đó thì chúng ta sẽ tránh được những cái sự cãi vã trong gia đình làm cho mất hạnh phúc. Vậy thì khi mình tu thì gia đình càng ngày phải càng hạnh phúc. Khi mình đã có cái tâm an định rồi thì chính cái tâm an định của mình nó tỏa một cái từ trường cho mọi người chung quanh nhà mình. Khi người ta đến gần mình thì ta cảm thấy cái nguồn an lạc, nguồn hạnh phúc. Các vị về thiền viện Tây Thiên này, các vị ngồi thiền được một cái thanh khí, được an lạc. Ngồi thiền dễ an lạc, dễ vào định, và định rất là sâu. Và tại sao? Là tại vì nơi đây từ thời Hùng Vương có các nhà sư người Ấn Độ đến đây tu tập, rồi truyền thừa Phật tử đến đây tu tập. Các ngài có mất đi nữa thì cái năng lượng của các ngài vẫn còn ở chốn tổ này. Người đời người ta nói sao? Anh hùng tử, khí hùng nào tử. Cái tư cách của người anh hùng
ý chí Nguyễn Hùng, khí tiết Nguyễn Hùng khi chết nó không có mất, cho nên nó trở thành những vật thần linh để người ta tôn thờ. Vì người ta không mất, nó còn lưu lại, nó còn sức mạnh đó, cho nên người ta thờ các vị thần linh là do ở chỗ cái năng lượng của các ngài còn. Ở đây cũng vậy, từ đó tôi đã biết bao nhiêu đời các vị tôn túc, các vị thiền sư tu hành. Cho nên rồi các ngài, người nào đi tái sinh thì đi, còn cái phần năng lượng các ngài vẫn còn, người nào không tái sinh trở lại, các ngài vẫn tu tập nơi đây. Và đồng thời núi này là núi đá, đá nó tỏa ra năng lượng. Cho nên trong nhà người ta bây giờ, người ta có cái mấy nhà phong thủy á, dạy mình đặt đá trong nhà để nó tỏa ra năng lượng, nó đem đến cho mình sức khỏe, sự an lành. Và nơi này là một nơi chuyên tu thiền, cho nên các vị hành giả tăng ni ở đây tu thiền, người ta tỏa cái từ trường an lành hạnh phúc rất nhiều người. Cho nên chúng ta đến đây cảm nhận được nguồn an lạc thanh tịnh hơn các nơi khác, các nơi khác vì cái nguồn năng lượng từ chư tăng chư ni tu thiền để tỏa ra. Và ngoài ra còn cái nguồn năng lượng của từ các vị tổ sư tiền bối, các vị khuất mặt khuất mài ta đang tu ở đây. Chúng ta nên hiểu như vậy. Do vậy chúng ta ngồi thiền ở đây, chúng ta cảm thấy là được cái nguồn năng lượng nhiều là như vậy. Tôi đã nói trên tinh thần khoa học, theo định luật bảo toàn, năng lượng được bảo toàn có mất, có bao giờ mất hết. Tôi chứng minh cho quý vị thấy nguồn năng lượng nó không bao giờ mất. Chúng ta xem một trận đá bóng á, thì cầu thủ dùng sức mình chạy, đá trái banh vô gôn, khán giả vỗ tay, thì cái lực của mình đá banh, năng lực của thân, khán giả vỗ tay hoan hô, năng lực của khẩu đem đến cho mình niềm vui hoan hô tất cả mọi người. Rồi cầu thủ mặc áo xanh, áo trắng, áo vàng, áo đỏ vậy đó, camera nó quay là hết. Cái vận động của cầu thủ được ống kính thu vào qua cái miễn từ, nó ghi lại trên cái băng nhựa, hoặc là qua cái thẻ nhớ, ghi lại trên cái thẻ nhớ bằng những tín hiệu từ. Nó đâu có mất hình ảnh cầu thủ, màu sắc quần áo gì, cho tới tiếng khán giả vỗ tay cũng được ghi vào đó hết. Cho nên khi chúng ta đã thâu một trận đá bóng, ta có camera thâu rồi, ta đem về, chúng ta đặt vào cái máy, chúng ta phát lại, đặt vào cái laptop, chúng ta xem lại cái thẻ nhớ, chúng ta xem lại trận đấu, thấy khán giả vỗ tay hết, phải không? Đâu có mất. Nếu nó mất làm sao chúng ta xem được cầu thủ biểu diễn, và nó mất rồi, nó chuyển qua từ cái hình ảnh con người, màu sắc, tiếng khán giả vỗ tay bằng những cái tín hiệu rồi, tín hiệu cái năng lượng mà cầu thủ đá bóng dùng sức để cái tín hiệu rồi, nó không có mất. Bây giờ chúng ta đưa vào đầu máy thì nó có cái phần giải trừ những tín hiệu, nó hoàn lại cho tiếng nói, hình ảnh chúng ta xem được. Rồi bây giờ tôi ở xa, đá bóng bên Mỹ thì người ta muốn cho thế giới xem, người ta phải đưa cái thẻ nhớ đó vào trong cái đài truyền hình. Đài truyền hình mới biến những cái tín hiệu đó qua một hệ thống, những cái vi mạch để nó biến trở thành những sóng. Rồi bây giờ tín hiệu ở trên thẻ nhớ, bây giờ còn nằm trên thẻ nhớ, bây giờ còn cái phần năng lượng, nó biến thành sóng, nó lưu trong không gian, phát trong không gian. Ở đây chúng ta có cái tivi, chúng ta bắt đúng tần số thì những cái hình cầu thủ đá bóng, khán giả vỗ tay, nó trở thành sóng đi trong không gian, đến máy thu hình của chúng ta, đến cái tivi chúng ta, bây giờ nó được hoàn trở lại, nó đâu có mất, cho nên nó hoàn trở lại hình ảnh như cũ, khán giả vỗ tay cho ta mới xem được trận đấu bóng, mới xem được tuồng cải lương, mới xem được truyện phim, đâu có mất. Nhưng mà camera của thế gian đó,
nó thua camera của vũ trụ. Camera thế gian thì phải có máy quay, phải có băng, phải có thẻ nhớ mới giữ lại được. Còn camera vũ trụ không cần máy, không cần băng, không cần thẻ nhớ. Mà camera thế gian thì chỉ quay được hình ảnh, tiếng nói thôi, màu sắc thôi, nhưng mà không quay được tư tưởng con người. Camera của vũ trụ nó ghi nhận được cả tư tưởng của con người. Mình nghĩ gì cũng được lưu lại hết. Và chính cái camera thế gian đó tạo thành một cái năng lực nghiệp tổng từ thân, từ khẩu ý mình nói hàng ngày đó. Chính cái đó dắt mình đi tái sinh. Nó không có mất. Cũng như là cái cuộn băng, cũng như cái thẻ nhớ, nó không có mất. Đưa vào máy nó phát lại. Và trái lại đó, trong cái vũ trụ này đó, những cái năng lượng mà chúng ta đang tạo đó, nó automatic ghi nhận lại từ thân mình làm, lời mình nói ra, ý nghĩ mình phát sóng nghĩ ra, nó cũng được ghi lại trọn vẹn. Và chính cái đó nó là cái cuồng phim cả một cuộc đời mình. Và chính cái đó nó là cái nhân để nó tạo cho một cái cuộc sống đời sau. Chính nó là bột, đường, nước để tạo thành cái bánh cho đời sau. Chúng ta phải hiểu như vậy. Không ai vô đây hết. Rất là khoa học. Cho nên đến với Đạo Phật, chúng ta phải biết rằng tin sâu nhân quả. Và cái người hiểu được Phật Pháp rồi đó, thì họ không còn khổ đau trước cái nghịch cảnh. Bởi vì họ biết rằng tâm người ta nó vô thường. Ngày hôm nay hạnh phúc, ngày mai chưa chắc. Ngày nay người ta hứa hẹn anh yêu em trọn đời, không bao giờ hết. Nhưng mà ở vài năm ta chạy theo bóng hồng khác, người ta bỏ bê mình. Rồi mình ghen tuông sầu khổ, mình khóc lên là mình ngu. Tự mình đày đọa thân mình, làm cho mình khổ, mình xấu xí thêm nữa. Chứ anh biết là đời nó vô thường rồi, thì đường anh đi, đường tôi đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đã biết như vậy rồi thì còn khổ đau làm gì nữa. Bây giờ anh chạy theo bóng hồng khác, thì tôi cảm ơn anh, tôi có cái dịp chiêm nghiệm lời Phật dạy tâm vô thường, tôi trở về sống cái thường hằng, tôi tu hành. Lúc mà còn anh ở nhà tôi phải lo cơm, lo nước, lo hầu hạ. Bây giờ không có anh thì tối ngày lo ngồi thiền, lo xem kinh, xem sách, tâm mình an lạc. Vậy nó giúp cho mình được cái sự giải tỏa. Và mình phải hiểu rằng cái sự người ta phụ tình mình không phải là ngẫu nhiên, mà điều do nó mình đã tạo cái nhân, cho nên nó đến với mình. Đời trước mình cũng đã phụ tình, mình cũng đã có vợ, có chồng, rồi mình cũng đi ngoại tình, cho nên đời này bị quả đó. Không có gì ngẫu nhiên hết. Cho nên đến Đạo Phật, nhờ cái sự tĩnh tâm á, mình thấy được cái lẽ thật của cuộc sống này, nó vô thường. Nhờ mình có trí tuệ, mình mới thấy vô thường. Và nhờ mình có tu hành, cho nên khi vô thường đến, mình không có đau khổ. Nhưng mình không tu thì vẫn khổ. Thí dụ như là cuộc đời này mình biết nó là giả tạm. Như mà hằng ngày mấy thầy tụng kinh Bát Nhã Tâm Kinh, thân này là do duyên hợp với mượn. Nhưng mà sự thật, khi cái việc mà người ta đến, ta chửi, ta mắng, ta làm nhục mình, thì lúc đó mình có thật hay không? Nếu mình không có tu tập hằng ngày, mình nghe lời mắng chửi, đánh đập, mình cho ra làm nhục, làm khổ mình, thì mình sẽ khổ sở vô cùng. Tôi kể câu chuyện của một vị thiền sư người Nhật. Ông này tu hành đó, rất là thanh tịnh và chứng đạt đạo quả. Thấy được cuộc đời này là vô thường, thấy được tất cả các pháp đều do nhân quả, nhân duyên sinh ra. Cho nên đó, Phật ông giảng giải rất là hay. Phật tử người ta đến, người ta tán thán cúng dường cho ông. Trong đó có ông trưởng giả đó, gia đình giàu có, hàng ngày đến cúng dường cho ông. Có đứa con gái đi theo ông. Thì
ông trưởng giả này rất quý kính, một mực cũng thầy, cũng sư phụ, hết lòng cung kính ông thầy. Nhưng một thời gian á, cô con gái này hư hỏng, đi giao du với người ta, rồi có cái bầu. Bây giờ có thai rồi, làm sao bây giờ? Nếu mình nói cha mình sẽ đánh đập mình, sẽ tra khảo và có thể đó, làm ảnh hưởng tới cái người tình, người yêu của mình. Cho nên bây giờ cha hỏi, mày lấy ai? Mày lấy ai? Hả? Nói tao nghe. Cô sợ quá. Cô nghĩ rằng cha mình đó, cung kính ông thầy, tôn trọng ông thầy, sư phụ mà, chắc không dám hành hung ông thầy mình, không dám nói nặng thầy mình. Thì cô ta mới đổ thừa tác giả với bầu thai là chính ông thầy thiền sư trong chùa đó. Chúng ta thấy không? Thì khi mà ông cha nghe đó, tức giận lên, quốc hận lên, đến chùa chửi ông thầy. Tôi không ngờ ông là ông thầy đạo đức giả, ông làm hãm hại cuộc đời của con gái của tôi. Ông tu hành cái gì? Tu hành mà còn như vậy à? Ham mê những dâm dục à? Ôi mắng chửi hết. Thì ông thầy lúc đó ông thấy đây là cái tai nạn đến với mình, cái quả đến với mình. Trước đây mình đã vu khống cho ai rồi đó đó. Cho nên ông này có đổ thừa, có mắng giết, không một lời phân trần gì hết. Ông rất công bằng. Ngày xưa mình vu oan giáo họa, mình làm khổ người ta, bây giờ người ta trả đúng là như vậy, không có thiếu một ly một hào nổi. Chúng ta phải hiểu cái nhân quả nó đến rất là chính xác. Nên ông an nhiên thì ông trả, nhưng mà ông không khổ. Tới chừng khi con gái sanh đó, ông giận ông nói là tao không cho mày nuôi nó, nó là con của ông thầy trong chùa, đem trả cho ông thầy trong chùa. Quý vị thấy là một sự là khổ kế tiếp mà. Chửi mắng đã, đệ tử đi hết, Phật tử là bây giờ không còn đến chùa nữa. Ông thầy như vậy rồi ai mà đến cúng dường nữa. Cả một sự nhục nhã cái đầy tu của mình như vậy. Đến khi mà đưa con vào, đưa đứa trẻ vào rồi, là thêm một cái sự khó khăn cho ông thầy. Làm sao ông nuôi con? Là ông đi mua sữa, ông có tiền mua sữa đi, thì ông phải cho nó bú. Ai tắm rửa nó, ông phải tắm rửa. Ai thay tã cho nó, ông cũng phải thay tã cho nó. Ông làm tất cả những việc đó. Cho nên mà khi mà cô con gái đem đến đứa con đó, ông kêu con gái đem đến, đây con của ông trả lại cho ông. Ông cứ đưa tay nhận. Thế à? Thế à có thể là vậy à? Con này của tôi à? Không nói một lời nào hết, bồng đứa bé xuống, rồi bắt đầu ru nó ngủ, cho nó bú, tắm rửa nó, thay tã nó, chăm sóc nó. Rồi con gái đó thì nhớ con, tình mẫu tử mà, thấy đứa con trai nó trắng trẻo, đẹp đẽ, hồng hào. Rồi nửa tháng 10 ngày vô thăm con. Mỗi lần vô thăm thấy tội ông thầy quá, ông phải ẵm đứa trẻ trên tay, ru nó ngủ, và khi thì cho nó bú, khi thì thay tã cho nó. Chịu không nổi, cô gái mới thành tâm thưa thật với cha. Thưa cha, cha của thằng bé đó không phải ông thầy, mà là anh chàng bán hàng ngoài chợ. Cha nó, mày nói thiệt hả chơi? Dạ con nói thiệt. Tại sao mày đổ thừa cho ông thầy? Vì con sợ cha đánh đập con, rảm hại người bạn tình của con, cho nên con phải đổ thừa cho ông thầy. Con nghĩ rằng cha kính trọng ông thầy, không dám chửi mắng ông thầy, mà không ngờ cha cũng chửi mắng tuốt, rồi làm khổ ông thầy, giao con ông thầy. Cha nói trời đất ơi, mày hại tao rồi, tội trùng đầu. Thôi mau mau sắm lễ vật vô chùa lễ lại ông thầy, nhận lại cái lỗi. Vô sám hối, bạch thầy, con tôi nó ăn chơi với anh chàng ở ngoài cửa hàng và chợ, nó có thai, nó sợ tôi mắng chửi nó, nó đổ thừa cho thầy. Bây giờ nó thành thật sám hối, nó nói thật, vậy thì thầy
xin cho tôi nhận cháo về. Ông nói thế à, ông đưa rồi thôi, không nói tiếng nào hết, kể như là trả xong cái nghiệp. Nếu không tu hành làm sao làm được chuyện đó? Mà ông kể như thế à, có nghĩa là đây, vậy à, công việc tôi đã trả nợ xong rồi. Ông cũng sống bình thản, không có gì hết. Vì đối với ông đó, cái dinh đó, lúc mà ta khen đó, cái nhục mà lúc ta mắng chửi đó, nó không còn có nghĩa đối với thân này. Cho nên tâm ông vẫn an, vẫn bình thường. Và từ đó nó có gì đâu. Rồi những người ta nghe như vậy, ta trở lại ta càng kính trọng ông hơn, sau khi đã trả xong nghiệp rồi. Cho nên chúng ta qua câu chuyện đó, chúng ta phải thấy rằng trong cuộc sống mình có những điều oan ức đến với mình thì mình đừng trách ai hết. Mình trách mình đã gây nên nỗi oan khiên này, cho nên giờ này chúng ta trả nghiệp thôi. Tôi mong rằng tất cả quý vị phải tin sâu nhân quả. Mình sống với chồng hết lòng hết dạ, thương yêu chồng con mà phản bội mình thì biết đây, đời trước tôi phản bội người ta, đời này khiến cho tôi yêu thương hết sức mà người ta vẫn không đối hoài tới tôi, ta xem thường tình cảm, thì ngay đó mình trả và mình không khổ, mình hiểu nhân quả rồi mình không còn khổ gì nữa chứ. Cái lỗi mình tạo thì giờ mình lãnh cái quả. Ai vô đây? Tôi kể câu chuyện thứ hai để gì thấy rõ. Ai cũng nghe biết câu chuyện Quan Âm Thị Kính đó. Khi mà còn là cư sĩ ở nhà có chồng, một buổi trưa đó chồng ngủ thấy có sợi râu ở dưới cằm này nó mọc ngược, mà mới lấy cái cây dao, hồi xưa không có đồ cắt ngón tay, lấy cây dao rồi đem vô tính cắt cái sợi râu. Thì bà già chồng vừa đi ngang ấy la lên đó, con dâu nó cầm dao cắt cổ chồng. Rồi nhà mới túa ra, rồi chửi mắng đánh đập, đuổi ra khỏi nhà, nổi oan ức. Cái tâm mình tốt, không phải làm việc đó, mà tự nhiên cái tai nạn đến với mình một cách thảm hại như vậy. Mình đang làm vợ, sống trong nhà yên ổn, chỉ vì cái sợi râu một người con chồng thôi, mình muốn cắt nó thôi, mà trở thành cái họa lớn cho mình. Cái chuyện đó nhiều khi nó vô lý lắm. Chúng ta thấy trong cuộc đời có những cái nó vô lý lắm. Tai nạn đến với mình đó, cái nghiệp nó đến với mình. Thế nó ra đuổi bà ta ra, bà ta vẫn là ẩn nhẫn đi ra khỏi nhà. May là lúc đó chưa có con, mới về ở thôi, vợ chồng thôi, chăm sóc nhau lúc ban đầu thôi, chưa có con. Xin vào chùa, bây giờ bà ta chỉ còn cách nương vào cái chùa thôi. Mà thân gái vào chùa làm sao mà mắm thầy nhận chứ thánh nhận, cho nên là phải cải trang giả làm nam nhi, cắt tóc nịnh ngực làm như là nam nhi đi vào chùa, ông thầy mới cho ở chùa. Thì cô này tuổi đôi mươi mà vào chùa da dẻ hồng hào, lại là người nữ cho nên đẹp đẹp trai, có cô gái của quan huyện là Thi Mậu thấy cô này đem lòng thương yêu, rồi về nhà thương trộm nhớ thầm ngày đêm không chịu nổi. Người ta người tu, người ta không đáp lại mình thì càng không đáp lại mình, càng dứng dưng chừng nào cái tâm thương nó càng nung nấu và cái lửa ái dục nó khởi lên, không chịu được, không đè nén được, cho nên phải lấy anh chàng đính lệ, anh chàng lính bảo vệ cơ quan. Đến khi có thai rồi, người cha là quan huyện tra hạch hỏi mày lấy ai mà có thai, không lẽ nói chào lính lệ thì cha mình đánh đập người ta, đánh đập mình nữa, hèn hạ quá. Con thương mà chú Tiểu Kịnh Tâm ở trong chùa, khi mà quan huyện cho quân lính bắt về để mà tra khảo hỏi cô có phải làm hại đời con gái tôi không, nếu mà có thì căng ra nọc đánh 30 hèo, căng tay căng chân đánh. Không biết thân người nữ mà hèo tức là cái cây gậy mà đánh chịu gì nổi, mà cậu biết đây là nhân quả.
lỗi của mình đã gieo trước đây. Cho nên không than khóc, không minh bạch gì hết, mà ẩn nhẫn trả. Bởi vì nếu mà chỉ cần ở lúc đó đó cởi áo phạch ngực ra, tôi là người nữ, làm sao tôi ăn nằm với con không được, thì mọi việc minh quan nó đâu cần gì phải minh quan, không cần phải nhà ai hết. Chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà người này có trí tuệ. Nếu mình minh quan, mình là người nữ, thì sau khi trở về thầy sẽ đuổi mình ra khỏi chùa, vì mình người nữ không thể ở trong chùa nữa. Cho nên rồi phải chịu bao nhiêu trận đòn để về, mai ra ông thầy còn thương tưởng cho mình ở trong chùa. Nhưng mà về tới nơi ông thầy nói: thầy thương con, thầy biết đây có thể là nỗi hồng quang của con. Thôi nhưng mà đã tiến tâm như vậy rồi thì con phải ra ngoài cổng chùa con ở, ở đó, không được ở trong chùa nữa. Khi cô gái thị màu sanh rồi đó thì gia đình bắt buộc phải giao cho tiểu kinh tâm. Bây giờ cô này lại thêm một cái khổ mới chồng lên nữa, là hàng ngày phải ẵm con đi xin sữa lúc sớm. Ngày xưa đâu có sữa bò, sữa đặc đâu, cho nên phải đi xin sữa. Thì đi xin sữa thì người ta chửi, người ta mắng, người ta nhiếc, người ta lấy này kia, người ta đánh đập, người ta trêu ghẹo, nhục nhã vô cùng để đem về nuôi con. Ngày qua tháng lại, chú Tiểu Hài Nhi đó càng ngày càng lớn lên. Rồi cô này cũng vượt thoát khỏi khổ đau, vẫn không còn phải là nhục nhã, vẫn lo tu hành. Đến một lúc hết duyên đời, một đêm đó cô tỉnh mất, người ta mới nghe chú Tiểu Kinh Tâm về chết rồi. Người ta đem tẩn liệm. Khi tẩn liệm người ta thay đồ, người ta thấy người nữ. À, té ra là cái sự tham quan. Chúng ta thấy cái người mà nhẫn nhục, giữ tâm thanh tịnh, từ bi hỷ xả cho những người làm đau khổ mình, chính cái tâm đó là cái tâm của Bồ Tát. Cho nên khi bà mất, bà thể hiện trở thành Bồ Tát Quan Âm, và Hài Nhi đứng theo sau đó. Cho nên trong cuộc sống này có những gì oán ức, khổ đau đến với mình, mình có tu tập thiền định, tâm mình an vững an, mình biết rõ việc này không có, biết rõ việc này không phải mình làm, đây là oán ức cho mình, hiểu lầm, hiểu sai, mình giữ tâm thanh tịnh, mình không trả lời, không trả thù, trả quán gì hết. Ngay đó mình trả nghiệp, mà tâm mình vẫn an. Và chúng ta trên đường tu đi tiến dần tới cái đạo hòa, giải thoát cho mình. Đó là những điều chúng tôi chia sẻ hôm nay. Và hết giờ, mọi mô Phật cũng xin tất cả mọi như vậy thì thiền đến cho mình có sự ý chí, nghị lực, tĩnh tâm để mình vượt thoát khổ đau, mình có trí tuệ. Cuộc đời này mình phải thấy nó là vô thường, không có gì thường hết. Cơ thể mình từ nhỏ tới lớn nó phát triển hàng ngày, nó vô thường. Tâm mình ngày hôm nay nghĩ này, ngày mai nghĩ khác, cho nên người ta cũng vậy. Mình phải hiểu cái đó là lẽ thật. Cho nên ngày hôm nay người ta thương mình, chưa chắc ngày mai người ta thương mình. Mình giao du với bạn bè, ngày hôm nay người ta tốt đối với mình, ngày mai chưa chắc người ta tốt. Chúng ta phải hiểu vậy đó. Mà người ta có phụ rẫy mình thì cũng chẳng có gì phải buồn phiền hết. Mình tốt người ta mà người ta lại trả quán mình thì chúng ta cũng không hận thù hết. Chúng ta biết đây là cái quan trái chúng ta trải nghiệm. Và do nơi đó chúng ta thấy rằng cuộc đời vô thường, thì ráng mà tinh tấn tu hành. Và chết bắt đầu sự sống mới. Cho nên chúng ta làm sao cho tâm mình được an tịnh. Và hành trang mình mang theo chính là nghiệp thiện, lời nói thiện, ý nghĩ thiện của mình. Nó là cái tác nhân, là chủ nhân của kiếp sống đời sau. Cho nên chúng ta cố gắng tu hành, làm những điều lành, điều thiện càng nhiều càng tốt. Chính là chúng ta làm cho chúng ta ở đời sau. Rồi chắc không ai hết. Còn chúng ta làm những điều xấu ác, gây đau khổ cho người, thì đời sau chúng ta sẽ bị cái quả chính chúng ta tạo nghiệp đó, khiến chúng ta tái sinh, đầu thai vào cái thai nhi bị nhiễm chất độc màu da cam, sinh ra bị bại liệt. Wow.
hoặc là thai nhi nó có cái mầm bệnh sinh ra bị tật bẩm sinh, cũng do nó mình sống ai. Cho nên là chúng ta biết điều đó, chúng ta gieo những nhân lành đem hạnh phúc cho mọi người, đem những điều an lành đến cho mọi người, điều thiện mọi người, thì chắc chắn đời sau chúng ta sẽ được hạnh phúc. Và khi người ta đem điều khổ đau đến cho mình thì mình nghĩ rằng đây là cái quả mình đang tạo, mình vui vẻ mình trả. Và chúng ta thấy có nhiều người thương yêu mình, bạn đời mình, con mình cũng vậy. Chúng ta phải nghĩ rằng nhiều khi mình hy vọng đứa con này, nhiều khi nó không có duyên ở gần mình, nó chết sớm. Người chồng mình cũng mất sớm, người vợ cũng mất sớm, người này người kia, cuộc đời nó vô thường. Cho nên mà chúng ta phải sống bằng tâm của mình, trí tuệ của mình, thân xác của mình, ý chí của mình, đứng trên hai chân của mình, thì đó là vững chắc nhất. Và chúng ta biết ngày hôm nay còn khỏe mạnh, ngày mai chưa chắc. Hơn nữa, chúng ta biết rằng hôm nay mình còn hạnh phúc, ngày mai chưa chắc. Những sự vô thường đã đến với mình. Do vậy ta đến đạo Phật, chúng ta tu thiền để chúng ta có sự tĩnh tâm, chúng ta quán chiếu sâu về cuộc đời, về lời Phật dạy, để chúng ta đừng dính mắc, đừng bám víu gì hết, thì ngay đó chúng ta sẽ được an lạc, giải thoát. Và hằng ngày chúng ta làm việc gì, chú tâm vào công việc đó. Khi chỉ biết vào công việc đó, ngay đó tôi có định, tôi có tuệ, có sự an lạc, có sự hạnh phúc. Và chúng ta trở về sống, làm việc cái tâm an lạc, tâm tịnh đó, là chúng ta trở về với Phật tánh, ta trở về với ông Phật của mình. Phật chính là cái tâm an lạc, thường biết. Biết là gì? Làm việc nào biết việc đó, luôn luôn hiểu, giác biết từng hành động lời nói của mình. Đó, chúng ta nên nhớ, chúng ta tập yoga là để có sức khỏe, và cái thân này được khỏe mạnh, nhưng mà rồi 100 năm nó cũng mất. Cái điều chúng ta làm điều rất tốt. Nếu mà có sức khỏe để mà tu, để cho trở về với cái chân thật, những cái không bao giờ mất, cái đó mới là quý. Còn chúng ta bây giờ chăm sóc sức khỏe, để rồi cuối cùng nó cũng bỏ chúng ta nó đi, mà đời sau mình không có cái vốn liếng, không hiểu biết, chết rồi đi về đâu. Là cái điều đó, cái sự hiểu biết của mình nó chưa được rốt ráo, chưa được tới nơi tới chốn. Mình chỉ lo cho cái giả tạm, cho cái thân tạm, cũng như là ta lo làm ăn, cho có nhiều tiền, nhiều của nuôi dưỡng thân xác này. Cuối cùng khi mình chết đi, nhà cửa cũng không giữ lại được, và thân xác mình cũng không giữ lại được. Và chúng ta trở, chúng ta phải nên nghiên cứu từ bước đầu là đến yoga. Bước thứ hai, mình đến với cái chân tâm thường hằng, đến với cái bất sinh bất diệt, thì như vậy cái đó mới là quý hơn là cái sức khỏe này, quý hơn, tổng cùng hơn. Chúng ta có sức khỏe để chúng ta tu, tu là chúng ta trở về với cái bất sinh bất diệt, đời này sang đời khác, nó theo mình như bóng với hình, cái đó là không bao giờ nó mất. Thì đó là tôi mong mỏi cho tất cả quý vị, chúng quý vị luôn tĩnh tâm suy nghĩ lại Bồ Phật. Thôi thì đây với thầy có quyển sách là Hãy Quay Về, Hãy Quay Về là của Phật tử họ viết, để là ai có cái nghiên cứu thêm, hiểu biết thêm Bồ Phật. Đó là những điều chúng tôi chia sẻ với hôm nay. Nam mô Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.